Mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Vivu TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những vấn đề nóng nhất trong nước cũng như trên thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất trong ngày. Kính thưa quý vị, Đại hội 13 kết thúc, người ta càng thấy rõ thế lực của ông Phạm Minh Chính là rất mạnh. Con đường chính trị của ông phát triển với những bước nhảy vọt cực kỳ nhanh chóng, và nó cũng gắn liền với những dự án ma và đặc khu kinh tế. Chúng ta cùng nhìn lại quá trình đi lên của ông Phạm Minh Chính từ những ngày đầu vào năm 2006, khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng vừa mới tiếp nhận chiếc ghế thủ tướng từ ông Phan Văn Khải. Để lại sau đó không lâu, ông Dũng đã có ý định chiếm quyền đối với đương kim tổng bí thư, khi đó là ông Nông Đức Mạnh. Khi lên ghế thủ tướng thì ông Nguyễn Tấn Dũng cũng không phải là kẻ xa trong chính phủ. Mà cách đó 10 năm, ông Nguyễn Tấn Dũng đã là phó thủ tướng chính phủ đầy quyền lực trong chính phủ của ông Phan Văn Khải. Và ông Nguyễn Tấn Dũng là con người rất tai tiếng vì có những vấn đề với việc điều hành đất nước. Nhưng ông này là một chiến binh thường hạng trong đấu trường khốc liệt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với kinh nghiệm lâu năm ở Bộ Chính trị, ắt ông Nguyễn Tấn Dũng cũng điểm mặt đối thủ của ông mạnh ở chỗ nào và yếu ở mặt nào. Và suốt hai nhiệm kỳ làm ở Quốc hội và một nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư, trước đó ông Nông Đức Mạnh tỏ ra là một người rất yếu kém thì ai cũng thấy rõ. Tuy nhiên, nói về yếu kém trong quản lý và điều hành công việc thì ông Nguyễn Tấn Dũng cũng không hơn gì ông Nông Đức Mạnh cả. Nhưng ông Nông Đức Mạnh lại nhu nhược và kém sâu sắc hơn là ông Nguyễn Tấn Dũng. Và chính điểm yếu này đã được ông Nguyễn Tấn Dũng tận dụng triệt để vươn lên thành người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong bộ máy quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam khi đó. Mặc dù ông Nguyễn Tấn Dũng chưa ngồi vào chiếc ghế đó được bao lâu và thực quyền xếp dưới ghế của ông Nông Đức Mạnh, đây cũng là thời kỳ duy nhất mà tiếng nói của văn phòng chính phủ có tiếng nói mạnh hơn cả văn phòng trung ương. Và kính thưa quý vị, và đến thời điểm ông Nguyễn Phú Trọng thay thế ông Nông Đức Mạnh, thì ban đầu ông Nguyễn Phú Trọng cũng ở yếu thế hơn so với ông Nguyễn Tấn Dũng, vì ông Trọng được thừa hưởng từ những gì mà ông Nông Đức Mạnh để lại. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng hơn ông Nông Đức Mạnh là ở chỗ, ông Trọng là người đa mưu túc kế hơn là ông Nông Đức Mạnh và hơn cả ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây là điểm mạnh mà ông Nguyễn Phú Trọng có thể tự tin để chiến đấu với ông Nguyễn Tấn Dũng và dần dần lấy lại sức mạnh cho văn phòng Trung ương Đảng. Và qua đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã thiết lập trở lại thế mạnh cho văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp quản chiếc ghế Tổng Bí thư có thể nói là một thành công, nhưng cũng có gánh trách nhiệm nặng nề là đã lấy lại được quyền lực cho văn phòng Trung ương Đảng. Và ông Nguyễn Phú Trọng là con người đa mưu túc kế, ông ta xác định được ông Nguyễn Tấn Dũng mạnh ở điểm nào và yếu ở điểm nào. Và từ từ ông ta đã lấy lại được chiếc ghế quyền lực cho văn phòng Trung ương. Công việc này được ông ta tính toán kéo dài rất nhiều năm. Điều đáng nói là ông Nguyễn Phú Trọng đã đánh ông Nguyễn Tấn Dũng theo chiến dịch hai mũi giáp công. Mũi thứ nhất là mũi quốc nội, còn mũi thứ hai là mũi quốc ngoại. Trong quốc nội, ông lôi kéo chiến binh dũng mạnh như Nguyễn Bá Thanh là con người thẳng thắn và được việc. Ngoài ra, ông còn tính toán thêm ông Vương Đình Huệ về phe của mình. Ông cũng cho lập lại ban nội chính và bổ nhiệm Nguyễn Bá Thanh vào đó để moi những sai phạm của Nguyễn Tấn Dũng. Và ông Nguyễn Phú Trọng cũng cho lập Ban Kinh tế Trung ương và kéo con người giỏi tính toán và giỏi kinh tế để kiểm soát ban này, cũng như để kiểm soát các dự án kinh tế mà ông Nguyễn Tấn Dũng đang triển khai. Vì ông Nguyễn Phú Trọng thừa biết rằng ông Nguyễn Tấn Dũng rất mạnh vì tiền, mũi tấn công này bị ông Nguyễn Tấn Dũng bẻ như là bẻ củi. Nguyễn Bá Thanh thì mắc bệnh lạ và qua đời sau đó không lâu. Khi thấy số phận của Nguyễn Bá Thanh như thế, thì Vương Đình Huệ lặng im, ngồi chờ thời, chứ không dám phá phách chuyện làm ăn của ông Dũng nữa. Kính thưa quý vị, ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Phú Trọng kẻ tám lạng người nửa cân. Tuy mặt quốc nội thất bại, nhưng mặt quốc ngoại lại thành công. Ở nhiệm kỳ đầu năm vào năm 2011 đến 2016, ông Nguyễn Phú Trọng có chuyến thứ hai đến thăm Bắc Kinh. Và kết quả là ông Trọng đã lật được ông Nguyễn Tấn Dũng ở Đại hội 12 một cách ngoạn mục. Sau khi lật được Nguyễn Tấn Dũng ở Đại hội 12, thì năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng đã ký 27 văn kiện bí mật với Bắc Kinh. Người ta đồn đoán rằng đây là hành động trả công của ông Nguyễn Phú Trọng vì đã trợ lực cho ông chiến thắng ở quốc nội. Tin này chỉ là suy đoán của một số người.
Tuy nhiên, những gì mà người dân đôi khi đưa ra lại có độ chính xác hơn là cả báo chí nhà nước Việt Nam đăng tin. Và sau đó chúng ta thấy thời của ông Nguyễn Xuân Phúc và của ông Nguyễn Phú Trọng bớt khốc liệt hơn rất nhiều. Phải nói là rất may cho ông Nguyễn Xuân Phúc là ông Nguyễn Phú Trọng đã loại bỏ được ông Nguyễn Tấn Dũng, chứ không thì ông Nguyễn Xuân Phúc chẳng có cơ hội để ngồi lên chiếc ghế thủ tướng. Phần nào đó thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng biết ơn ông Nguyễn Phú Trọng, vì ông Phúc được hưởng lợi từ đầu đá của phe ông Nguyễn Phú Trọng. Và kính thưa quý vị, con người của ông Nguyễn Xuân Phúc thì mức độ sâu sắc thì không bằng ông Nguyễn Phú Trọng và ông Dũng. Đó là điều dễ nhận thấy. Một nhiệm kỳ làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ và một nhiệm kỳ là phó thủ tướng thường trực, ông Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến hết thế trận, đã chuyển về Nguyễn Phú Trọng từ bại sang thắng. Thì ông Nguyễn Xuân Phúc có phần e ngại ông Nguyễn Phú Trọng. Và đó cũng là lý do phần lớn nhiệm kỳ làm thủ tướng của ông Nguyễn Xuân Phúc không đối đầu với ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, đến năm 2020, vì tham vọng chiếc ghế tổng bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị công khai đối đầu cả ông Nguyễn Phú Trọng với ông Trần Quốc Vượng. Và thông tin trên mạng truyền thông cũng đã nhiều lần nói trong trường hợp này, ông Nguyễn Xuân Phúc đã bỏ quên một đối thủ tiềm ẩn, đó là ông Phạm Minh Chính. Tuy ông Nguyễn Xuân Phúc có tham vọng lớn, có thế lực mạnh để nắm chính phủ, nhưng ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ đủ lực để thắng ông Trần Quốc Vượng mà thôi, và không đủ lực để thắng ông Nguyễn Phú Trọng. Và kết quả như chúng ta đã thấy là ông Nguyễn Xuân Phúc tuy đã đánh bật được ông Trần Quốc Vượng, nhưng không thể đánh nổi ông Nguyễn Phú Trọng. Cuối cùng giặc ra rìa và bám vào chiếc ghế chủ tịch nước như là một giải an ủi. Kính thưa quý vị, có một kẻ âm thầm và ít ồn ào đi từng bước vững chắc, đó là ông Phạm Minh Chính, đã lấy được chiếc ghế thủ tướng bằng một cách ngọt ngào. Như vậy, cuộc chiến giữa người đứng đầu chính phủ và người đứng đầu văn phòng Trung ương Đảng luôn khốc liệt qua các nhiệm kỳ là 2006 đến 2011, 2011 đến 2016 và 2016 đến 2021 không chiến mạnh, chỉ chiến ở một năm trước thềm bầu cử và thủ tướng đã thua. Thua cũng đáng, vì ông Nguyễn Tấn Dũng đã không thắng được ông Nguyễn Phú Trọng, thì ông Nguyễn Xuân Phúc sao có thể thắng được? Và chúng ta cũng đánh giá xem nhân tố của Phạm Minh Chính là người như thế nào. Phạm Minh Chính chưa làm thủ tướng ngày nào, tuy nhiên nhìn cách đi lên của ông Phạm Minh Chính thì có thể ông ta có bản lĩnh chính trị còn hơn cả ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Dũng đi lên là nhờ Võ Văn Kiệt ở nước Anh dìu dắt, nên ông Dũng không vất vả và tính toán quân đội chính trị của mình, cũng như không cần phải tự kiếm người đỡ đầu như là Phạm Minh Chính. Về vấn đề tự tìm người đỡ đầu cho mình, thì ông Phạm Minh Chính có thể bằng với ông Nguyễn Phú Trọng. Ở trong nước, ngay từ thời làm bí thư tỉnh Quảng Ninh, thì ông Phạm Minh Chính đã lập kỳ tích y hệt như những gì mà ông Nguyễn Phú Trọng đã làm. Tức là tìm kiếm sự trợ giúp của quốc nội và tìm kiếm sự trợ giúp của nước ngoài. Ở trong nước, thì ông Phạm Minh Chính tạo mối quan hệ rất tốt với ông Nguyễn Tấn Dũng, và với nước ngoài thì tìm mối quan hệ với Trung Quốc qua con đường thúc đẩy xây dựng hạ tầng cho đặc khu kinh tế Vân Đồn. Và kết quả thì khi được rút về Trung ương thì ông Phạm Minh Chính chỉ tá túc tạm ở chức trưởng ban tổ chức Trung ương 5 năm rồi thẳng tiến đến chiếc ghế đầy quyền lực thứ nhì trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Được biết trong thời gian làm trưởng ban tổ chức thì ông Phạm Minh Chính cũng duy trì tốt mối quan hệ với Bắc Kinh để tạo thế vững chãi cho sự nghiệp chính trị của mình. Vào ngày 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2016, sau khi mới nhậm chức trưởng ban tổ chức Trung ương, thì ông Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn Việt Nam sang thăm và làm việc ngay với phía Trung Quốc. Người ta nói nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba là tiền tệ, cuối cùng là đến trí tuệ. Tuy nhiên, ở tầm như là ông Phạm Minh Chính thì không cần hậu duệ nữa, vì hậu duệ chỉ giúp cho ông Chính từ ghế nhỏ leo cao mà thôi. Khi cao rồi thì ông phải dùng sức mạnh để đấu đá mới lên được. Mà đấu đá mạnh hay không, nó cũng thuộc vào quan hệ. Và đó là lý do ông Phạm Minh Chính thiết lập mối quan hệ rất mạnh với Bắc Kinh ngay sau khi vào Bộ Chính trị. Và khi đã vào được chiếc ghế thủ tướng, thì ông Phạm Minh Chính sẽ mơ giấc mơ là chiếm luôn cả ngôi Tổng Bí Thư. Nhưng khi nào ông Phạm Minh Chính chính thức sẽ đối đầu với ông Nguyễn Phú Trọng cũng là câu hỏi được đặt ra. Và kính thưa quý vị, được biết vào ngày 11 tháng 12 năm 2016, tại đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, ông Phạm Minh Chính vào đoàn đại biểu của Cộng sản Việt Nam
đã gặp ông Triệu Lập Tế, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với thế của ông Phạm Minh Chính lúc đó, chỉ gặp được Triệu Lập Tế thôi, đó là đã được nâng cấp quan hệ so với các ban lãnh đạo khi còn làm Bí thư Quảng Ninh. Tuy nhiên, nếu ngồi vào ghế Thủ tướng Việt Nam, thì ông Phạm Minh Chính sẽ gặp được đương kim Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, chứ không gặp những nhân vật nhỏ như trước đây nữa. Yếu tố Trung Quốc là điều không thể thiếu đối với sự nghiệp chính trị của ông Phạm Minh Chính. Hiện giờ, ông Phạm Minh Chính là một thế lực mạnh và có khả năng thay thế luôn cả thế lực của Nguyễn Phú Trọng trong một tương lai không xa. Kính thưa quý vị, chiếc ghế số 1 của Đảng Cộng sản Việt Nam là mục đích mà ông Phạm Minh Chính nhắm đến. Nhưng liệu rằng ông Chính có muốn lấy giữa nhiệm kỳ hay là để đến cuối nhiệm kỳ cũng là câu hỏi. Nếu muốn lấy chiếc ghế giữa nhiệm kỳ, thì ông Phạm Minh Chính phải chiếm lấy thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng và chiếm tới thế lực thừa kế ngai vàng mà ông Trọng đã chọn. Có thể là ông Vương Đình Huệ hoặc là ông Võ Văn Thường. Liệu rằng điều đó có lợi hay không? Nếu chiến đấu với ông Nguyễn Phú Trọng giữa nhiệm kỳ, thì đây là cuộc chiến đấu muốn soạn ngôi và hứa hẹn sẽ rất ly kỳ. Tuy là ông Trọng đã già yếu, nhưng nếu không có gì bất trắc, thì ông Chính không nên xung phong về giữa nhiệm kỳ, mà sẽ để hết nhiệm kỳ. Vì đến khi đó, thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng đã yếu đi rất nhiều và khả năng chiếm ngôi của Đại hội Đảng cũng chính là chiếm ngôi giữa nhiệm kỳ. Chỉ chiếm ngôi giữa nhiệm kỳ, chẳng may ông Nguyễn Phú Trọng ngã bệnh như ngày 11 tháng 4 năm 2019 chăng? Và biết đâu cơn đột quỵ lần thứ hai của Nguyễn Phú Trọng sẽ đến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị cũng đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem. Và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng kênh tin tức Vivu TV. Hoài Thương xin được kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo của chúng tôi.